Đã bước qua tuổi 100, nhưng chưa bao giờ ông Trần Can vắng mặt trong các buổi trao quà cho người nghèo. Tuy bước chân có nặng nề vì tuổi tác, nhưng nhiệt huyết vẫn như ngày nào. Hết trực tiếp đi trao quà, lại kiểm tra sổ sách ghi chép các nguồn tiền hỗ trợ. Làm từ thiện cả đời, nhưng ông không thể nhớ chính xác là bắt đầu từ khi nào. Có một gia đình đó là chẳng may đi làm rồi là bệnh rồi chết. Thì lúc đó là tôi còn nhỏ đó, mà biết là đứng ra để đi xin tiền, đó là đi mua hàng để giúp người ta đó. Suốt mấy mươi năm, cuộc sống có nhiều thay đổi, nhưng chuyện giúp người nghèo chưa bị gián đoạn bao giờ. Người bệnh không có tiền chữa trị, gặp thiên tai, thiếu gạo ăn, ông cũng dang tay giúp đỡ. Khi con cái trưởng thành, ông lại nhận đỡ đầu cho người già neo đơn. Mười mấy năm nay, bạn bè khắp nơi còn tiếp sức bằng cách gửi tiền về cho ông quản lý để làm việc thiện. Tôi có nguyện như trời đất mà, từ ngày nó là biết nhận tiền của người ta mà để giúp người ta đó. Đừng có nói mà lại làm sai, nếu mà nghĩ sai thôi, như là trời đất cái là cho tôi gặp khó liền. Đến giờ, ông vẫn chưa có ý định dừng công việc thiện nguyện dù đã tròn 100 tuổi. Xã hội còn người khó khăn, còn những mảnh đời bất hạnh, thì ông vẫn còn là cầu nối giúp họ ấm lòng.